Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 14 Tây của tháng 10 của năm 2019. Và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới qua cho quý vị đều qua hai hệ thống cùng một lúc. Đó là hệ thống đầu tiên là của đài truyền hình VietTV 55.5 tại Houston và Dallas và VietTV trong DirecTV. Cùng một lúc cũng gửi tới quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Đó là 1560 AM. Cho dù là TV hoặc là radio, số điện thoại để mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay cũng là một số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều cái tin tức cho cái buổi ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi Tuấn đề cập cái tin tức ngày hôm nay, thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là mỗi ngày 15 của mỗi tháng hoặc là khi nào chuyện gì khẩn cấp, thì Tuấn gửi cho quý vị cái bản tin. Cho dù cái bản tin nó rơi vào ngày 15 hoặc khi chuyện nào khẩn cấp xảy ra, để update, để cập nhật quý vị những cái tin tức gì mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng cho cộng đồng của chúng ta. Trong cái bản tin này, Tuấn cũng có cái visa bulletin hàng tháng cho quý vị theo dõi cái thứ tự hồ sơ bảo lãnh. Cho nên nếu mà quý vị muốn nhận được cái bản tin này không có tốn kém và kín đáo cho quý vị, thì quý vị email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di.a.luatsutuan.com. Đó là di.a.luatsutuan.com. Tuấn đã soạn cái bản tin cho chương trình, Tuấn đã soạn cái bản tin để ngày mai Tuấn gửi cho quý vị rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn tiếp tục nhận cái bản tin này, email cho Tuấn. Thưa quý vị, mở đầu chương trình thì có một cái tin nó rất là quan trọng, là suốt cả một năm ấy chúng ta nói về cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú và Bộ Nội an đã đưa ra. Thì năm ngoái chúng ta bắt đầu thấy cái đề xuất đó, rồi cách đây thời gian mấy tháng thì chúng ta đã bắt đầu thấy cái quy định đó, và cái quy định đó sẽ có thể áp dụng từ ngày mai trở đi, là ngày 15 đi. Nhưng mà thứ sáu vừa qua, ba cái tòa liên bang, một cái ở bên New York, một cái ở bên Bắc Cali, một cái ở bên Washington State, đã đưa ra cái injunction, là cái quyết định không cho phép cái quy định gánh nặng xã hội được tiến hành. Cho nên cái tòa liên bang ở New York, cái tòa liên bang ở Washington State, cái tòa liên bang ở Bắc Cali đã đưa ra cái quyết định áp dụng toàn quốc gia không cho thi hành cái quy định gánh nặng xã hội của Sở Di trú mà Sở Di trú tính thi hành ngày mai. Cho nên cái quy định gánh nặng xã hội tạm thời phải chạy qua cái cuộc tranh chấp kiện tụng trên tòa liên bang và không có quyền được thi hành. Không có quyền được thi hành bất cứ cái gì liên quan tới cái quy định gánh nặng xã hội mà Sở Di trú tính ngày mai sẽ thi hành. Cho nên Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là tòa liên bang không cho phép Sở Di trú tiến hành quy định gánh nặng xã hội vào ngày mai, bất cứ cái gì liên quan tới cái quy định gánh nặng xã hội đó, bất cứ cái gì gồm có cái gì, tất cả những cái form mới Sở Di trú đưa ra cũng không được tiến hành. Bất cứ cái gì để áp dụng ngày mai cũng không được tiến hành, mà phải chạy qua cái thủ tục tranh chấp kiện tụng trên tòa liên bang, mà nó có thể chạy lên cái tòa liên bang, tòa kháng cáo liên bang và tòa tối cao pháp viện. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái chuyện này nó sẽ kéo dài một thời gian, và cái một thời gian này có thể tới 8 tháng, 10 tháng hoặc là hơn một năm. Dĩ nhiên, khi mà có cái tin tức gì thì tôi sẽ cố gắng thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và một lần nữa, quy định gánh nặng xã hội không được
tiến hành ngày mai căn cứ vào cái quyết định của tòa liên bang từ thứ sáu vừa qua cho bất cứ ở khu vực nào trong nước Hoa Kỳ. Nào, tới cái phần tin tức mà nó quan trọng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thân nhân của chúng ta. Đó là cái quyết định mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra vào ngày 4 Tây tháng 10 của năm 2019. Thì trong cái alert mà Tuấn gửi cho cái vị thứ hai vừa qua, thì Tuấn có nói về là Tổng thống Donald Trump đưa ra cái quy định này bắt buộc những người nào định cư từ ngoài nước Mỹ vào nước Hoa Kỳ. Nghĩa rằng là tất cả thân nhân phỏng vấn qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn hoặc ở lãnh sự quán hoặc ở đại sứ quán là kể từ ngày mùng 4 Tây tháng 10 hoặc là ngày mùng 3 Tây tháng 11 của năm 2019 thì khi đi phỏng vấn, nhân viên của lãnh sự quán Hoa Kỳ phải coi người ta có đủ khả năng để lo về cái vấn đề y tế hay không, hoặc là để phải coi người ta đã có cái sự sắp xếp về bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày khi vào nước Hoa Kỳ hay không. Thì đây là một cái tin tức mà mình rất là lo lắng và nó sẽ có cái sự ảnh hưởng rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta. Lý do tại sao mình nói như vậy là tại vì nước Việt Nam, những cái thủ tục hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của quốc gia Việt Nam vẫn là đứng hạng thứ tư hoặc hạng thứ năm trên thế giới. Và đa số những cái người định cư từ Việt Nam qua nước Hoa Kỳ là qua cái sự cú xét và phỏng vấn với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quận 1 ở Sài Gòn. Và cái quy định Tổng thống Donald Trump đưa ra ngày 4 Tây tháng 10 thì sẽ áp dụng cho cái lãnh sự quán, mà bắt buộc lãnh sự quán kể từ ngày 3 Tây tháng 11 là khi cú xếp những cái hồ sơ định cư thì cái lãnh sự quán phải coi đơn sự, nghĩa là thân nhân quý vị ở Việt Nam, có thủ tục, có sự sắp xếp về bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày khi vào nước Hoa Kỳ hay không. Và nếu mà không có cái sự sắp xếp đó, coi người ở bên Việt Nam có đầy đủ khả năng kinh tế hợp lý để lo nếu mà có bệnh hoạn trong thời gian nước Hoa Kỳ hay không. Thì cái đó là cái quy định của Tổng thống Donald Trump mà mình chưa biết nắm rõ là cái lãnh sự quán và Bộ Ngoại giao sẽ thi hành như thế nào. Nào, bảo hiểm y tế nào là được coi, được chấp nhận với cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán? Tất cả những cái bảo hiểm y tế nào mà cơ sở thương mại bảo là cho nhân viên của người ta, những cái bảo hiểm y tế nào mà không có cái sự trợ giúp của tiểu bang hoặc liên bang hoặc là chính phủ Hoa Kỳ, những cái bảo hiểm y tế của tư nhân hoặc là những cái bảo hiểm y tế quý vị mua ở ngoài, miễn sao cái bảo hiểm y tế đó, miễn sao cái bảo hiểm y tế đó không phải là trong cái chương trình Affordable Healthcare Act gọi là Obamacare, hoặc là bất cứ cái bảo hiểm nào dưới cái chương trình Medicaid. Cho nên miễn sao có cái bảo hiểm trong vòng 30 ngày mà cái bảo hiểm đó không phải là chương trình Obamacare hoặc là Medicaid. Nào, nếu mà không có bảo hiểm thì phải trình bày cái khả năng tài sản của người ta, tiền bạc của người ta để có thể lo cái vấn đề mà có thể xảy ra trong thời gian vào nước Hoa Kỳ. Cho nên đó là cái quy định mới nhất của Tổng thống Donald Trump mà sẽ bắt đầu ngày 3 Tây tháng 11 cho tất cả quý vị từ Việt Nam định cư vào đây. Nào, cái quy định này nó không áp dụng cho một số hồ sơ. Đó là hồ sơ đặc biệt giống như là con lai, hồ sơ tị nạn chính trị, hồ sơ những cái người có quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 18 tuổi, con ruột nha, chứ không phải con riêng nha. Và những cái hồ sơ mà con bảo lãnh cho cha mẹ lớn tuổi, và con bảo lãnh cho cha mẹ lớn tuổi thì nó có cái ngoại lệ. Nếu
mà cha mẹ lúc phỏng vấn có thể trình bày là không có rơi vào cái gánh nặng cho cái hệ thống y tế của trong nước Hoa Kỳ. Thì không có gây cái gánh nặng trong cái hệ thống y tế nước Hoa Kỳ là như thế nào? Thì cái lãnh sự quán và Bộ Ngoại giao chưa có cái sự hướng dẫn gì hết. Nhưng mà chúng ta đã thấy nhiều trong cái vấn đề mà quy định gánh nặng xã hội mà của Sở Di trú đã đưa ra. Nghĩa là sao? Nghĩa là coi chừng cái lãnh sự quán phải đề cập cái gì mà Sở Di trú đã tính thi hành vào ngày 15. Thì cái đề cập đó là tuổi tác, sức khỏe, sự giáo dục, công ăn, việc làm. Cho nên cái lý lịch của người ta, cái sự công ăn, việc làm của người ta và cái sự dàn xếp của con cái ở bên này, tất cả cái đó thì người ta, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở quận 1 phải hỏi rất là nhiều chi tiết để xem người cha mẹ đó có phải là cái gánh nặng cho cái hệ thống y tế ở đây hay không. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái quy định này sẽ áp dụng cho hồ sơ anh chị em, hồ sơ có bảo lãnh cho con đã lớn tuổi hoặc là con lập gia đình, hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho con hoặc là cho vợ chồng. Còn hồ sơ trực hệ giống như con bảo lãnh cho cha mẹ thì phải rơi vào cái ngoại lệ, hoặc là cha mẹ bảo lãnh cho con dưới 18 tuổi có quốc tịch thì không có rơi vào. Nào, chúng ta cũng đang monitor, theo dõi, tại vì Tuấn đã biết một số cơ quan việc thiện, một số văn phòng luật sư sẽ đưa cái kiện tùng về cái vấn đề của cái thông báo hoặc là cái quyết định của Tổng thống Donald Trump vào tòa liên bang. Cho nên rất là có thể là cái quy định này không có thể thi hành giống là cái quy định gánh nặng xã hội. Thì chúng ta sẽ thấy trong vòng vài ngày nữa sẽ có những cái kiện tùng liên bang để xin tòa can thiệp để cản trở không cho cái quy định của Tổng thống Donald Trump liên quan về bảo hiểm y tế cho người định cư nước ngoài được thi hành. Dĩ nhiên, tin tức thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Cho nên Tuấn bỏ rất là nhiều thì giờ phần đầu của chương trình ngày hôm nay để nói về hai cái bản tin, mà hai cái bản tin này nó rất là chóng mặt, không phải là cho Tuấn hoặc là văn phòng mà cho tất cả những cái người mà liên quan tới vấn đề di trú. Thì cái bản tin đầu tiên là tòa liên bang không cho Sở Di trú tiến hành cái quy định gánh nặng xã hội ngày mai, ngừng lại hết, phải xử qua tòa. Và cái thứ nhì liên quan tới cái quy định của Tổng thống Donald Trump cho bắt buộc nhân viên của lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán hoặc là Bộ Ngoại giao phải cứu xét về cái bảo hiểm y tế nếu người ta sẽ vào nước Hoa Kỳ trong vòng 30 ngày, hoặc là cái về vấn đề khả năng tài chính người ta có đủ hay không để thay thế cái bảo hiểm y tế đó. Thì khi có tất cả những cái tin tức này thì Tuấn sẽ cố gắng thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Thì bây giờ Tuấn bắt đầu mời quý gọi vào cho chương trình chiều nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Một lát nữa thì Tuấn sẽ có cái phần B của cái visa bulletin của tháng 10 của năm 2019. Trên đường dây đã chờ từ nãy tới giờ cho Tuấn xin mời chị Thảo ở Garland, Texas. Xin mời chị Thảo lên tiếng điện. Dạ, xin chào cô. Chào cô. Em hỏi là em có một người chị đi viện Ashley và có một con trai đi làm hồ sơ đi chung, thì đã đóng tiền đi F-260 và khám sức khỏe đã xong, nhưng mà khi phỏng vấn họ không có cho cháu đi, thì nói rằng cháu trên 21 tuổi. Mà ngày ưu tiên hồ sơ đó là 10 tháng Giêng 2007, ngày approval là 30 tháng 4 2010. Cháu sinh ngày 24 tháng 6 1994. Thì cho em hỏi là có khiếu nại được không? Nếu được thì nhờ luật sư hướng dẫn làm cách nào để khiếu nại. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ vâng, Thảo đừng có cúp đường dây điện thoại nha. Cái ngày ưu tiên là ngày nào vậy Thảo? Dạ, ngày 10 tháng Giêng năm 2007. Ok Thảo. Cho nên cháu nó chỉ có được cộng khoảng 3 năm, 3 tháng thôi. Cho nên cháu nó đi được đi cao nhất là khoảng 3 năm, 3 tháng với 21 là 24 tuổi, 3 tháng. Hồ sơ này tháng 6 vừa qua cháu nó đã 25 tuổi rồi.
Ok, cảm ơn Thảo rất là nhiều và Thảo có thể cúp điện thoại cho Tuấn. Thảo, trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch mà Tuấn upload YouTube, nó có rất là nhiều cái chương trình để hướng dẫn, để tính theo cái tuổi C-SPA để xem đứa cháu nó có quyền được ăn theo ba mẹ cháu hay không. Khi mà gọi vào một cái chương trình này, mà cái chương trình trực tiếp này, nó rất là khó để cho Tuấn tính cái tuổi, tại vì Tuấn phải biết cái visa vô tình nó đáo hạn ngày nào. Nhưng mà sơ qua theo cái vấn đề mà Thảo trình bày cho Tuấn, thì Tuấn nghĩ là cháu nó không được sự bảo vệ, không được sự bảo vệ, tại vì cái ưu tiên của cái ưu tiên ba, cái ngày đáo hạn của năm 2007 nó mới đây thôi, mà cái hồ sơ này đã căn cứ vào cái sự trình bày của chị là cháu nó chỉ có được đi lúc 24 tuổi 3 tháng thôi, nghĩa là lúc đó là vào tháng 9 của năm 2018. Mà nếu mà mới đáo hạn thôi thì cháu nó cũng lố khoảng từ 4 cho tới 5, 6 tháng rồi. Trên đó là có thể là cái lý do tại sao cháu nó không được sự bảo vệ. Nếu mà không được sự bảo vệ là không được đi. Ok. Nào, Tuấn phải nhấn mạnh cái vấn đề này. Tại vì Tuấn cứ nhận cái email hoài can thiệp thiếu nại, để cho Tuấn nhấn mạnh thêm nữa. Khi mình áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em, nếu mình áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em, nếu mà không được sự bảo vệ là không được đi. Cho dù lố một ngày, lố một tháng, nếu mà không được sự bảo vệ là không được đi. Nếu mà được sự bảo vệ thì lúc đó mới khóa tuổi, rồi lúc đó mới làm thủ tục đóng tiền rồi phỏng vấn để cháu nó cấp visa. Nào, rất là nhiều người, especially người ở Việt Nam, nghĩ rằng là đóng tiền được phỏng vấn là được đi. Cái đó hoàn toàn không phải. Được đi ăn theo hay không thì phải căn cứ vào cái đạo luật C-SPA, cộng trừ nó ra. Đó, cộng trừ ra, nếu mà không được bảo vệ cho dù đóng tiền đi phỏng vấn, lãnh sự quán cũng phải bắt buộc từ chối. Còn nếu mà cộng trừ được sự bảo vệ thì lúc đó mới được xin phỏng vấn và can thiệp, và lúc đó mới cứu xét cho được đi. Cho nên nó rất là quan trọng là quý vị đừng có quên rằng là phải cộng trừ dưới cái đạo luật C-SPA, chứ đừng có nghĩ lúc nào cũng khóa tuổi, lúc nào cũng đóng tiền là cháu được đi. Nó không phải. Mà khi không được đi, cho dù yêu cầu như thế nào thì cái lãnh sự quán cũng phải từ chối. Quan trọng nhất là nếu mà không được đi thì đừng có đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Ba má qua đây ngày hôm nay, ngày hôm sau nộp hồ sơ thì cái đó là hồ sơ mới, bắt đầu lại từ đầu. Nó là ưu tiên F2B, nó khoảng 7 năm trở lên. Bây giờ cho Tuấn xin đường dây kế tiếp. Sau đường dây kế tiếp thì Tuấn sẽ gửi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 10 cho Tuấn. Xin mời anh Tuấn ở Fort Worth, Texas. Xin mời anh Tuấn ở Fort Worth, Texas lên tiếng đi ạ. Dạ vâng ạ. Xin chào luật sư. Dạ vâng, xin chào ông. Dạ, tôi Tuấn ở trên Fort Worth anh. Tôi có hỏi có một vài câu hỏi liên quan về cái tên trong cái giấy tờ. Thì bà xã qua Việt Tiên xe ngày 28 tháng 11 năm 2018, theo thì cái giấy tờ Việt Nam Passport thì tên là Nguyễn Thị Xuân Trang. Visa là họ vẫn Nguyễn nhưng mà ghi bằng nên là Thị Xuân Trang. Thì qua tới đây tôi làm thẻ an sinh xã hội, hôn thú bằng lái xe và cho đi bà đi học. Thì last name là Nguyễn, first name là Thi, middle name là Xuân Trang. Hôm nay tôi mới nhận được cái giấy employment authorization thì tên họ Nguyễn, Nguyễn là Nguyễn, nhưng mà cái given name á thì là Trang T. Câu hỏi của tôi là có cần phải chỉnh sửa gì lại hay không? Mà nếu có thì phải làm những gì, mà nếu không thì tôi nên dùng thấy tờ theo cái thẻ an sinh xã hội hay là theo cái giấy authorization của em nói mình. Xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều và anh Tuấn đã trình bày rất là rõ ràng. Cho Tuấn trả lời anh cái câu hỏi của anh Tuấn một lát nữa đi, để cho Tuấn lấy cái hơi một tí. Bây giờ để cho quý vị, mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin đi. Rồi sau cái phần B của visa bulletin thì Tuấn sẽ trở lại để trả lời cái câu hỏi rất là quan trọng
của vợ của anh Tuấn. Mời quý vị theo dõi cái phần B của cái Visa Bulletin. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 10 năm 2019, bản B, Day for Filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ sở di trú và đã chuyển tới trung tâm visa, hiện đang chờ trung tâm visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 7 năm 2013. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 8 năm 2019. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 12 năm 2014. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 năm 2008. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 5 năm 2007. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 10 năm 2019. Và thưa quý vị, cho Tuấn trở lại cái câu hỏi của anh Tuấn mà ở khu vực Dallas đã hỏi về cái thứ tự của cái tên. Thì cái thứ tự của cái tên của vợ của anh ta là khi vợ của anh ta đi qua đi theo diện vị hôn thê, thì cái tên của trong cái thị thực cho vợ của anh ta thì nó đi theo cái thứ tự của Việt Nam. Còn khi mà anh ta bắt đầu xin an sinh xã hội thì dĩ nhiên nó đi theo cái thứ tự của cái visa. Rồi giấy hôn thú nó cũng đi theo cái thứ tự như vậy. Rồi khi mà bắt đầu làm thẻ xanh thì mình phải chỉnh lại. Mình phải chỉnh lại cái tên đúng theo cái thứ tự. Đúng theo cái thứ tự theo kiểu Việt Nam. Nghĩa là tên gọi không phải là Thị mà tên gọi là Trang hoặc là Xuân Trang. Ok. Cho nên cái câu hỏi của anh ta bây giờ là có cần chỉnh không mà dùng cái tên nào. Thì cho Tuấn nhắc nhở anh Tuấn rằng tên của chị vẫn là Trang. Cho dù trước đây mình đã có cái an sinh xã hội rồi thì mình cần lên sở an sinh xã hội, mình chỉnh lại. Và bây giờ mình chỉnh lại thì nó sẽ khớp với cái thẻ đi làm mà trong cái system của sở di trú. Chứ nó không có gì trở ngại. Và từ đây cho tới sau này thì dùng cái tên Trang Xuân Thị Nguyễn giống y chang như vậy. Đó. Cho nên trở lại bình thường. Thì cái lý do mà Tuấn phải bỏ nhiều thời giờ để Tuấn giải thích cái câu hỏi này là cái vấn đề mà giữa Việt Nam và nước Hoa Kỳ. Trở lại cách đây khoảng 3 năm rưỡi cho tới 4 năm. 3 năm rưỡi thôi, nó là sau tháng 3 của năm 2016. Thì mình bắt đầu mình thấy cho dù là hồ sơ fiancé, hồ sơ vợ chồng, hồ sơ du học, hồ sơ du lịch, bất cứ cái thị thực nào mà cấp qua cái lãnh sự quán hoặc ở Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội thì cái tên trong cái thị thực của người ta nó đi theo cái thứ tự trong cái hộ chiếu. Thì khi mình hỏi cái trưởng phòng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Sài Gòn tại sao như vậy thì ông ta cho biết rằng là sau mấy chục năm không có thương lượng được với chính quyền Việt Nam. Tại vì trong cái hộ chiếu của chính quyền Việt Nam người ta không có để cái chỗ cho cái chỗ lót. Tên lót người ta không có cái chỗ đó. Cho nên nếu mà quý vị có cái hộ chiếu Việt Nam mà quý vị đưa ra cái trang mà gọi là trang biographical có hình và có tuổi tác thì quý vị sẽ thấy tên đầy đủ thôi hoặc là full name thôi. Chứ nó không có sử dụng cái middle name. Cho nên khi mà không có phân biệt ra họ lót hay là tên gọi thì cái lãnh sự quán và cái đại sứ quán của Hoa Kỳ ở bên Việt Nam đã quyết định rằng là hộ chiếu như thế nào thì thị thực như vậy. Nhưng mà khi cấp cái thị thực như vậy thì nó lại lộn cái tên của người ta khi người ta vào. Thì khi mà vào theo cái diện fiancé thì nó là cái cơ hội mình chỉnh lại mà không có tốn kém khi làm thủ tục thẻ xanh. Cho nên trả lời với anh Tuấn là nên sử dụng căn cứ vào cái thẻ đi làm. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình chiều tối nay. Chiều tối nay là ngày 14 tây của tháng 10 của năm 2019. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát.